HNDE chính thức đáp trả chuyện dùng danh Á hậu 3 Miss Universe, fan Việt đang quá khắt khe. Cho dù đã kết thúc nhiệm kỳ từ lâu nhưng HNDE là một hoa hậu luôn nhận được sự chú ý của netizen. Sức nóng từ HNDE chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt thì nay lại được nóng trở lại khi cô sử dụng danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàng Vũ 2018 để tham gia sự kiện. Ngay lập tức hình ảnh này của cô đã được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội trong nhiều ngày liên tiếp. Trước quá nhiều luồng ý kiến trái chiều, Hoa hậu HNDE ngay lập tức lên tiếng. Ôi ha ha, anh chị, các bạn, mọi người thích gọi sao cũng được nè. Chứ chuyện của Hen 4 năm và đó là thanh xuân đẹp của Hen với tinh thần đầy nhiệt huyết và đam mê rồi ạ. Cảm ơn mọi người nhé. Mặc dù đã lên tiếng đính chính sự việc, song nàng hậu vẫn vấp phải rất nhiều ý kiến khác nhau. Hiện netizen đang phân chia ra làm hai luồng ý kiến về sự việc này của HNDE. Giả Trân luôn, chị ơi, vấn đề là người ta nghĩ, chị nhận được sát chưa? Chị yêu mãi đỉnh, là nàng hậu tài giỏi nhất. Mấy người ngộ, đi thi có thành tích cũng nói, mà không có cũng nói. Cách đây 3 ngày, HNDE đăng tải đoạn video xuất hiện tại một sự kiện ở Việt Nam. Trong video, MC chương trình giới thiệu, HNDE là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Á hậu Hoàng vũ Thế giới. Trước những luồng dư luận trái chiều, Tiền Phong liên hệ với phía Miss Universe Việt Nam để ghi nhận thông tin. Tuy nhiên, Miss Universe Việt Nam cho biết chưa thể đưa ra câu trả lời tại thời điểm này và có phản hồi chính thức sau đó. Nhiều khán giả không đồng tình với việc HNDE được gọi là Á hậu Hoàng vũ Thế giới tại sự kiện. Họ cho rằng format cuộc thi năm 2018 chỉ ghi nhận chiến thắng của Hoa hậu Katrina Gray, đại diện của Philippines, và hai Á hậu là Tamarin Green Nam Phi và Stephanie Gutierrez Venezuela. Trước đó, trong buổi họp báo, chuyển quyền sở hữu cuộc thi Miss Universe cho nữ tỷ phú chuyển giới Thái Lan, En Zakatsuk Tapip, bà Paula Sugar đã nhắc tới Hoa hậu HNDE khi nói về những giá trị tốt đẹp của cuộc thi. Chủ tịch Miss Universe Paula Sugar bày tỏ ấn tượng trước câu chuyện truyền cảm hứng từ đại diện Việt Nam. Bà cho biết HNDE chọn học tập thay vì kết hôn sớm, đồng thời dùng toàn bộ tiền thưởng sau khi đăng quang cuộc thi trong nước cho hoạt động từ thiện. Đặc biệt, trong cuộc trò chuyện, bà Paula đã khẳng định tôi nghĩ cô ấy là Á hậu 3 của Miss Universe 2018. HNDE nói cô xúc động tới mức bật khóc vì quá bất ngờ. Người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ mỗi khi đi công tác hay làm việc tại môi trường quốc tế, cô được giới truyền thông và bạn bè gọi là Á hậu 3 Miss Universe. Khi đó cô nghĩ rằng vì được yêu thương nên mọi người gọi mình bằng danh hiệu đó. Giờ đây, khi được dì Paula tuyên bố trước truyền thông quốc tế, tôi thật sự biết ơn và hạnh phúc vì cuối cùng những điều mọi người hay nói đã thành sự thật. Tôi xin cảm ơn tổ chức Miss Universe đã công bố điều này như một động lực lớn để Hen cố gắng từng ngày trên con đường phía trước và một lần nữa làm cho người hâm mộ Việt Nam tự hào, cô nói. Chia sẻ của Paula Sugar khiến người hâm mộ xôn xao vui mừng. Khán giả tin rằng điều này mang ý nghĩa lớn cho không chỉ HNDE mà còn cả lĩnh vực sắc đẹp Việt nói chung. Bởi sau gần 2 thập kỷ cử thí sinh dự thi quốc tế, Việt Nam cuối cùng đã có danh hiệu Á hậu Hoàng vũ. Trở lại mùa giải Miss Universe 2018, HNDE và đại diện Puerto Rico đều dừng chân ở top 5 chung cuộc. Format của cuộc thi không chọn Á hậu 3 và Á hậu 4, vì thế khán giả tiếc nuối và thắc mắc người đẹp Việt ở vị trí nào trong top 5. Thành tích của HNDE là bước ngoặt của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Hình ảnh cô gái da nâu, tóc tém, phong thái tự tin lọt vào top 5 đã thay đổi hoàn toàn những quan điểm về cái đẹp. Câu chuyện truyền cảm hứng của Hen được nhiều người nhớ và nhắc đến những năm sau này.